Đi một vòng food tour những món ngon Bảo Lộc theo người địa phương. Video này sẽ là phần 2 nha. Người ta hay nói là ai mà có tâm hồn ăn uống thì đi thêm mấy lần Bảo Lộc nữa vẫn chưa chán đâu. Nhưng mình là 4-5 lần rồi vẫn bị ghiền, cứ phải đi Bảo Lộc để ăn đúng những cái món đó. Bây giờ sẽ đi theo thứ tự từ sáng đến chiều tối nha. Mọi người hãy tham khảo lịch trình nè. Nghe bà chị mình nói cái quán này không hề có biển hiệu nhưng bán cũng rất là lâu đời Bảo Lộc rồi. Đi trễ tầm 8-9 giờ là không còn gì ăn, cho nên bữa đó cả đám dậy từ 6 giờ chỉ vì để ăn được cái món bánh kẹp bột lọc. Ở đây sẽ dùng những cái bánh bột lọc nhỏ như là bánh quai vạc ở Phan Thiết, kẹp chung với lại bánh đa, hoặc là người ta sẽ bẻ bánh đa sẵn cho mình rồi rắc lên trên dĩa. Còn một món nữa là bún xào chay nha. Trời ơi, thiệt sự là nó ngon nha, cái nước mắm đỉnh của chót. Bánh bột lọc có độ dẻo, bên trong có nhân tôm hoặc là đậu xanh. Bốn đứa ăn 3-4 dĩa rồi còn phải gọi thêm mới chịu. Mỗi phần là tầm 20-25 thôi à. Ăn xong món đó chưa hết buổi sáng nha, tụi mình còn ăn bánh canh quỳnh ở 197 Nguyễn Công Trứ. Ăn như kiểu chạy KPI vậy đó, nhưng mà lên đây thật sự là không có kìm lòng được nha. Menu sẽ có bánh căn thập cẩm, tôm, thịt bò, trứng cút, mix các loại topping với nhau. Nếu mà ăn xíu mại thì mọi người có thể order thêm nha. Mỗi phần sẽ là 25 cành đổ lên, thêm xíu mại là 5 cành cho một viên. Cái nước chấm bên đây gọi là tinh túy nha, ngon. Ăn xong mà chưa no nữa, mời mọi người đi ăn bún bò nhà thờ Bảo Lộc nha. Chỗ này thì rất là nổi tiếng, mình đi 2-3 lần trước đều xu hết, bữa nay mới có dịp ăn đúng bữa sáng nè. Quán rất là đông nhưng mà được cái phục vụ nhanh nhẹn, sỏi lỡ dễ thương lắm. Topping cũng đơn giản, mỗi tô là 50 cành, có nạm, gân, huyết, hương vị đậm đà. Miếng thịt được cắt cũng rất là chất lượng. Buổi sáng thì bún bò nhà thờ sẽ bán từ 6 giờ cho tới 11 giờ, buổi chiều sẽ bán từ 16 giờ cho tới 20 giờ rưỡi nha. Đến buổi chiều tối xin mời mọi người đi ăn vặt nha. Quán này là bánh tráng trứng cô đào ở 88 Phan Đăng Lưu, từ 13 cành cho một cái. Ngon, giòn, thơm và đậm đà mùi mắm ruốc. Cái bánh người ta banh ra hết cỡ chứ không có phải là cuộn lại giống như trên Đà Lạt đâu. Có những cái quán mà ăn cả ngày mọi người có thể thử nha, giống như quán bánh canh cá lóc này nè. Quán này tụi mình tấp vào đại thôi nhưng mà ăn ngon, nước lèo thanh, có topping cá lóc hai loại là chiên và hấp cũng rất là dễ ăn. Rau ăn kèm sẽ có rau đắng với lại bắp cải thái mỏng, mỗi phần sẽ là 40 cành. Nghe nói là quán có tới 2 chi nhánh, nhưng mà với cái lần ăn đại này thì món ăn cũng khá là chất lượng và ok á. Thực ra với những bạn nào ở dưới Sài Gòn lên thì giá cả này nó không thành vấn đề. Còn đối với người địa phương thì mình thấy có nhiều bạn nói mắc. Tùy theo quan điểm và ngon hay dở cũng tùy vào gu của mỗi người. Đi ăn mà quay qua thấy ba đứa còn lại ăn khí thế là thấy ok rồi đó. Đây, thêm một cái địa điểm bán bò nhúng giấm ngon đã tồn tại hơn 30 năm kỳ cựu tại Bảo Lộc. Quán này tên là Bò Nhúng Giấm Thịnh, nằm ở 23 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1 Bảo Lộc. Bán từ 11 giờ trưa cho đến khoảng 6-7 giờ tối là hết món nha, cho nên mọi người nhớ đi sớm. Những lá bò tươi được thái mỏng đem nhúng giấm, ăn kèm với các loại rau khác nhau, có cả trái vả nữa. Cuốn bánh tráng chấm mắm nêm, pha thêm tí ớt nữa là bá cháy bò chét luôn. Ngoài ra mấy cái món này cũng được người địa phương ăn rất nhiều nè, ốc heo tiềm, tủy bò tiềm. Có một cái đặc thù rất là hay là khi mọi người lên Bảo Lộc hoặc là Đà Lạt á, thì bún riêu ở đây không có giống những miền khác. Đợt này mình ăn thử bún riêu Olan ở đối diện nhà thờ Bảo Lộc, ngon, vị vừa ăn đậm đà, cục giò chất lượng nha, tươi chứ không phải là hàng đông lạnh đâu á. Và để trọn vẹn một cái food tour Bảo Lộc á, thì nhớ chạy qua nhà thờ Bảo Lộc để uống thêm một ly sữa đậu nành nữa nha. Buổi tối ngồi bên đây rất là xôn tụ, mà ăn tới ăn lui vẫn còn rất là nhiều món tụi mình chưa thử tại Bảo Lộc hết chứ.